Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một phần mềm theo dõi dung lượng của pin cũng như là cái độ charge pin ở trên máy tính. Phần mềm này thì có một số ưu điểm là sau. Thứ nhất là đây, chính là phần mềm Battery Bar. Như các bạn có thể thấy, khi mà mình ấn vào cái phần mềm này á, thì nó đang tích hợp ở bên dưới thanh taskbar của màn hình desktop. Khi mà mình kích vào, mình có thể nhìn thấy tất cả các thông tin liên quan đến pin của mình. Thứ nhất là phần trăm pin hiện tại còn lại là bao nhiêu. Ở đây là 46%. Dung lượng pin là bao nhiêu? Thời gian sử dụng là bao nhiêu? Ở đây mình đang có lại Elapsed Time dòng thứ 3 từ dưới lên ấy, tức là 1 tiếng 53 phút, 1 tiếng 53 phút kể từ khi mà mình còn 97%. Thời gian full runtime là bao nhiêu? Và quan trọng nhất là phần dòng dưới cùng, Battery Wear, tức là phần trăm charge pin là bao nhiêu? Ở đây phần trăm charge pin ở máy của mình là 0%. Thực ra thì cái phần mềm này ấy, thì có một số điểm tương đồng với cái phần mềm, với cái ứng dụng pin được tích hợp sẵn trên Windows 10. Tuy nhiên ấy, cái khi mà mình sử dụng thực tế ấy, thì cái phần mềm pin tích hợp trên Windows 10 ấy, hiển thị không được chính xác với thời gian thực tế mình sử dụng. Và nó cũng không thể hiển thị được cái số lượng phần trăm pin bị charge như ở phần mềm Battery Bar này. Hơn hết, mềm Battery Bar này thì khá là nhẹ, không có ảnh hưởng đến tốc độ của máy bạn khi mà bạn sử dụng. Vì vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài đặt phần mềm này nhé. Rồi, do máy của mình thì đã cài phần mềm này, vì vậy thì đầu tiên mình sẽ xóa nó đi trước. Rồi, mình đã remove cái phần mềm này đi. Bây giờ thì máy đang yêu cầu mình phải restart lại máy. Vì vậy thì mình sẽ restart lại máy ngay bây giờ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm Battery Bar. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái link mà mình sẽ để bên phía bên dưới phần mô tả để tải cái phần mềm này về. Link này á, mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Nhấn vào tải về. Rồi, phần mềm này đã được tải về. Mình sẽ mở ra, sau đó nhấn chuột phải, chọn Run as Administrator. Agree, Next, Install. Sau khi cài đặt xong thì máy sẽ yêu cầu mình phải khởi động lại. Đây, máy sẽ yêu cầu mình khởi động lại và mình sẽ ấn là vào Reboot Now nếu bạn muốn khởi động lại ngay, hoặc là bạn có thể là khởi động manually đó sau đó. Rồi, mình sẽ ấn vào cái phần đằng sau này nhé. Finish. Sau khi tải xong phần mềm và cài đặt thì các bạn chỉ cần khởi động lại máy là chúng ta có thể sử dụng ổn định cái phần mềm Battery Bar này rồi. Thì như vậy thì video hướng dẫn của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh của mình nha. Chào các bạn.